Rồi, hello, xin chào cả nhà nha. Mình mới vừa đầu tư cho mình một cái chảo. Chảo cầm khá là nặng tay đó mọi người. Cái chảo này thì mình đặt cái người mua, người ta nói là đặt từ ở Trung Quốc về á. Thì khoảng tầm 15, mất 15 ngày mới về tới với mình. Mình đặt từ nửa tháng trước rồi. Thì mọi người biết là ở Trung Quốc là mấy món ẩm thực người ta hay dùng tới mấy cái chảo hắc hắc nè. Mà mua cái chảo này thì tặng được thêm một cái giá nữa nè. Mình thấy tiện cho nên mình đặt mua. Cái chảo này mình mua giá là 300 ngàn. Thằng tiền ship 20 ngàn đó. Tại vì tiền ship đó mình có cái mấy đặt mấy cái ứng dụng đó, nó có cái giảm tiền á thì nó rẻ hơn. Giảm mình được có 40 ngàn nữa. Tính ra tiền ship 60 lần. Tổng cộng này làm mua là 320 nè. 320 sẽ được một cái chảo như vậy, có cái cán như vậy nè. Xíu mình sẽ dặn vô sao. Còn ở đây có một cái quai nữa và một cái giá để mình thẳng vô thử nha. Đây nó có một cái cây nè, có một cái cán bằng gỗ nè, cái chảo cũng khá là dày nha, nó giống như là review quảng cáo luôn cái chảo luôn. Chảo cái đáy nó hơi cũng sâu nè, mình để mình tiện cho mình hắt á, hắt nó không có văng ra ngoài. Nhưng mà chảo mà lòng nó cạn quá mình hắt hết, nhiều khi không khéo nó văng ra ngoài chứ. Để mình xử lý rồi mình sẽ xào thử một cái chảo cơm nữa đây, sao khá là nặng đó mọi người, cái này chắc khoảng trên 2 kg. Mình đang tiến hành mình đốt cái chảo nè, xem trên mạng á, thấy người ta chỉ, những người đầu bếp đó là chỉ á. Thì trước khi mình mua thì mình cũng đã xem rồi thì mình thấy cũng khá là nãy. Cái chảo này bằng sắt đó mọi người, hồi nãy bên đây nó trắng nè, mình đốt nó thành, nó sẽ chuyển màu ở đây nè, để đốt hết nguyên cái vòng vòng cái chảo luôn. Để mình xiên thử cái một tô cơm thử cái sao. Trước mắt thấy ai mua xài cái chảo này hơi cực chút á. Cực chứ nhà nó không cực. Mỗi lần xài rồi mình phải đốt nó mình thấy. Tại vì mình này mình làm ở nhà. Mình làm ở nhà lâu lâu mình ăn một lần á. Mình chảo bằng sắt á. Cái đó hắt dễ dầu gì rớt. Văng ra ngoài. Bụng mượn. Nó không có ra ngoài, mình hơi nặng, chảo này cầm 2 kg mấy, này mình chiên trứng ra ngoài, cơm chiên trứng tỏi, chiên thử coi được không, thơm ngon không? Nặng nhọc quá, khỏi đi tập tạ. Kiểu như nấu dở mà phái ngựa mua cái chảo này được nè. Thì hắt hắt rồi. Mình sẽ chuyên nghiệp. Nhiều cơm này không nhiều mẹ. Thấy ít mà. Tại cái lòng sâu. Lòng nó sâu á. Làm với cơm mình để cá lên mình ăn với canh hẹ. Này phải để xuống hắt mới được. Mấy người chuyên nghiệp ta vậy nè, ta để vậy nè. Nó hắt sâu á. Làm sao được. Nhưng mà mình chưa chuyên nghiệp. Mình nói chuyên cơm mà chưa chuyên nghiệp. Còn đây là cá. Cái này cái gì mẹ? Cái bạc má hả? Má. Má mẹ mình chiên ăn cơm. Nó ý là chiên này ăn cơm hẹ, cái chảo người ta giao á, cái mình chiên cơm mà ăn với cơm này luôn. Chứ không có dự định là ăn cơm chiên này mọi người. Dĩa cơm này gọi là cơm là không có tính chớp. Hẹ này thì nên ra nấu ra ăn cơm với cá chiên nè. Cá này mình mẹ mình muối rồi. Chiên. Mà cái chảo ta giao ngay đúng lúc. Cái mình xào thử. Rồi xin chào cả nhà nha. Xong mời cả nhà ăn cơm. Bữa nay mình ăn cơm vậy đó.
cơm này không giống ai hả? Không giống ai. Đấy, tao mày ăn thử cơm mày chiên ngon mẹ. Ngon. Khô gáo mà nó thơm không? Cái này là mà để tắt lửa mà để vô mà còn xèo vậy nè. Đâu mình thử coi. Hộp cơm nó khác này mẹ. Nó gáo nó gan nó cứng cứng ở ngoài nó giòn á. Lâu quá không có biển. Cá bạc má, cá này mà mình chiên tươi mình ăn. Hai cá làm như người ta có bị muối á. Chiên tươi mình ăn với cái tương cũng ngon. Hả, ăn với tôm khô. Vậy là ngày mốt cứ hai ba bữa ăn đồ xào một lần. Tại cái chảo để chảo sắt á, để xíu là nấu lên rồi mẹ thấy. Trước khi nấu á mẹ phải rửa. Ăn thấy cực khổ quá. Chảo mà ngon. Ngon lắm. Đồ xào rồi. Xài chung với bếp khè là ngon. Bởi vậy mới mua đó. Hộp cơm mình ăn ngoài mình thấy nó giòn không? Nó canh nó bị dai. Canh hẹ nó bị dai. Mà tắt lửa. Rau đũa đâu để đút đây với mẹ. Đó đâu. Đến đây sợ nó gơ. Mày cầm đũa đây nào. Nè. Bây giờ mới để đây mới về ngọn đấy. Ta người gì? Người đâu kiếm đó. Mà người nơi kiếm này. Để móc cái bà xanh xào thịt bò bằng cái chảo đó mà đó đi ăn tiệm á người ta hay xào thịt bò xào mực tôm cặp nữa ăn ngon á tiệm đó là tiệm người qua cái chảo đó mỗi lần là ta có cái đầu giống như cái chảo á ngon ăn. Nó ăn ngoài giòn giòn ha. Nó nóng nó chín cơm hả? Chín vàng cơm kiểu như nó nóng làm cho hộp cơm nó với cái lửa nó con bếp khè nó lớn nữa. Rồi chả bằng sắt nó nóng nữa. Ở ngoài nó giòn. Nãy con đốt cái chảo là bật dầu lên luôn mà. Cháy dầu luôn. Nóng nó nổi vậy luôn á. Mà cái đó mà không biết ha. Đổ nước vô là phục cháy nhà luôn á. Cá này nè, ngay cái bụng á, xương nó, mấy thằng ra mẹ ăn, mẹ cắt cái bụng bỏ. Cái bạc má với cái nục cái sòng kêu là cái biển mà nhỏ thì phải rồi thấy con nào vậy giống vậy là kêu cá biển rồi chứ không biết con gì không biết con gì vậy nục đem đi bán mà đem vô lửa thì đem vô lửa bán xong thấy rẻ quá cho nữa. Ừ. Mình á chồng á ra nói ở gần có ăn nhiều ăn làm như người ta ngại á. Ta không dám qua cắt. Thấy gì xích nước tới cực khổ rồi móc đất đâu. Người ta ngại. Rồi miễn mình cắt á, thì đưa mà mình đâu có biết người ta ăn vào phút nào. Gỗ này không đủ à. Hết luôn hả? Dạ giờ lại cắt cho nó già. Ừ. Cắt cho nó già thật non. Chứ để nó hư cây đó. Rồi mẹ nhớ rồi Tuấn ơi. Hả?
Mẹ nhớ rồi, cắt đi cho cô Lệ Thanh nè. Cô chuẩn bị tới đám cưới gãn gái. À tới nè. Mốt. Mốt hả? À. Đúng rồi. Mình là ăn thịt bò rồi, cháy luôn. Đó đó. Đúng rồi đó. Giờ mẹ mới nhớ nè. Đám cưới ta đi thiệp mình đi giao. Ừ. Đúng rồi. Người ta đi thiệp mình đi giao đi. Bưng bưng nguyên một gỗ vậy đó. Ngày có gì đi đó. Có gì đi đó đi. Dâu bán được 20 ngàn. Được không? Biết được 20 không? Sao ngộ vậy? Lúc nó ra lá nó bự quá trời rồi. Tới chừng mà nói cái nó nhỏ lại kìa Tấn. Thấy sao không? Sao? Cắt nóng xốp thiếu phần. Nó bị teo lá phải không? Hả? Nó bị teo lá phải không? Cắt này nó cứng quá rồi. Bây giờ phải xúp lại. Như không lũi nè, ra được mấy đợt là cái đá cứng rồi xốp lại là nó hết tốt rồi. Giờ xúc xúp vòng lên. Xúp thành mô lên. Cho nó cao gáo lên. Cao lên trồng vô phân trồng lại. Sâu nè cái nè. Kẻ cắt đi rồi qua rồi, sao mà ta để nguyên bọc? Thì để nguyên cái này mà hút cho gì chút nữa. Mấy rau này thì dễ cần gì dễ trồng á, mà dễ lên. Cắt ngang lên. Vô mua 5.000 bạc ha, được thà và ba cộng à. Ừ, đúng rồi đó. 5.000 con miếng. Thì nhiêu đây chở vô bán được 20.000. Rồi, này có gì chút. Còn này là để nguyên bộ gì cái nạp xế chuyền ha, cầm qua. Đó có nhà đám cưới ở nhà bên đó đó mọi người. Nhà của chú mà trước xây hàng rào làm sân cho mình mà. Gán gái. Gán gái. Có đứa trai, đứa gái, đứa trai à, có vợ rồi, có con rồi, giờ còn gái nữa hết rồi. Ở đây là mình già nhất. Chưa vợ. Này rau này chấm lòng bò rồi ha. Này là ba cháy. Ba cháy. À, đám cưới làm gì không có lòng bò được. Làm gì không có thịt kho riệu được. Ừ. Ra cho mọi người xem cái mình có thêm một cái ổ gà mới nữa. Mới nở. Lắp 2 ổ, một ổ là 12 trứng, một ổ 10 trứng. Nhưng mà có mấy trứng nó không có trống á. Nó nở tổng cộng ra 12 với 10 là 22, nó nở tổng cộng ra 14 trứng à. Mấy trứng kia nó bị cửa 15 trứng chứ. Phải tổng cộng 15 trứng. Tại có một trứng mình mới ấp ở trong mình đang mới đem ra. Ấp bóc đèn như hổm vậy nè. Gà này là nó giữ đợt này nó 3 đợt rồi nè. Hiền khô à. Mấy mày gà nồi này nhỏ xíu con nè. Con này là lai tàu nè, bự nè. Liếm, lưỡi liếm. Thôi mà em nãy mới nở đâu tiêu rồi. Giờ này giữ đã luôn. Giữ 14 con, 15 con. Như nó thấy tay mình á thì nó hiện còn thấy gấu đưa vô nó phùng.
nay thì hai mẹ con mình mới vừa chích ngừa mũi 2 xong đó mọi người. Chích về cũng thấy không biết là mẹ mình sao chứ mình thấy cái mũi này chích gì không, cái nằm ngủ ly bì. Video ngày hôm nay cũng như đó thôi. Sáng cái mình nhận được cái hàng cái chảo á. Chảo xong rồi chiên cơm ăn cơm, cái đi chích ngừa. Chích ngừa tới chiều. Là hết ngày. Ngày bữa nay. Con gà bên kia ra mới đẻ la quá trời. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video ngày hôm nay nha. Nếu thấy thích video ở kênh mình á thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like video, để lại một bình luận ủng hộ cho gia đình mình nha. Xin cảm ơn mọi người đã xem video. Xin chào mọi người nha.